Rồi, xin chào mọi người ha. Quay trở lại với cái channel Vintage Vlog 88 thì chúc mọi người sức khỏe và vui vẻ. Thì bây giờ đang là dịch bệnh rồi tùm lum tùm dưa, không có đi làm được, mất job này nọ luôn rồi. Ok, ở nhà rảnh rỗi xin ông nội thì mình lôi ra những cái đôi giày, lôi ra nguyên một cái bộ collection này mình cho mọi người xem ha. Nói chung thì làm một cái video ngắn cho mọi người có coi thôi chứ cũng không có gì đặc biệt hết. Thì cái video trước mình đã làm đôi này năm 1997 ha. Thì hôm nay mình sẽ lôi ra nguyên một cái bộ của Vinh luôn ha. 2017-18 thì mình có rất là nhiều luôn nhưng mình bán bớt rồi đó. Thì bây giờ mình chỉ để lại những cái đôi này thôi. Nhưng mà có cái đôi này thì mình mới pick up ha, với giá rẻ có 100 đô Úc thôi, tầm 1,7 triệu thôi ha. Còn mới luôn, nguyên si luôn ha. Còn hộp brand new luôn. Ok. Thì ok, trước khi vào về cái phần này thì mình sẽ nói sơ một chút là trước khi mình vào mình chơi Air Max thì những cái đôi này là những cái đôi mình bắt đầu mình vào Nike và mình chơi những đôi này trước, rồi sau đó thì mình qua Air Max. Thì không phải là mình có những cái đôi này trước Air Max xong mà là mình cũng biết về nó rồi, mình cứ đi kiếm từ 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 thôi ha. Nói chung thì cái đôi nó lẫn lộn hết á. Mình có giống đồ này trước, đồ này sau, từ lưu hợp dưa đó. Nói chung thì chơi giày mà mọi người ha, mình cũng nhẫn nại một chút xíu đi. Mình sẽ có những cái deal ngon hơn đó, mà những cái màu mà mình thích luôn, phải không? Chờ đợi là hạnh phúc mà, đúng không? Chứ đừng có đem ra một cái số tiền mà mua một cái đôi giày mà giống như mình thích, giống mình bất chợt mình thích thôi. Thì sau này ví dụ như vài tháng sau cái mình không thích nữa mình bán á, mình bán đâu có được giá đâu. Uổng cái số tiền đó đi, thà ok mình cứ đợi đi, phải không? Cái gì mà giống như là đừng có bị giống như là những cái món đồ mình nó hype quá mà mình bỏ ra những cái số tiền mình mua thấy nó không có đáng ha. Ok, thì ok mình sẽ vào cái đôi giày đầu tiên ha. Đây, cái này là một cái tội ngu vì hype quá. Cái này không nói chung thì cả thế giới không ai hype, chỉ có một mình thôi. Mình mê quá nên mình bỏ một số tiền rất là lớn mình mua đôi giày này về ha, tầm 250 đô Úc hay sao, hay là 300 gì đó mình không nhớ nữa. Thấy không đáng. Bây giờ có thể mua 100 mấy. Hồi bữa mình thấy trên eBay người ta bán ha, mà không biết bây giờ còn hay không thì mình không biết, nên cho không đáng. Nhưng mà đồ này rất là đẹp ha. Phải nói là những cái phối màu detail nó rất là đẹp nha mọi người. Thì đồ này nó chỉ release ở bên châu Âu thôi ha. Còn bên nước bên Nhật hay này kia thì mình không có. Mỹ thì không biết đó. Đây là một đôi màu đỏ đó nha mọi người. Mình mới pick up ha. Brand new 100 đô Mỹ. Ê, 100 đô Úc chưa quên. Sorry mọi người. Đó. Nói chung thì nó cũng mang rồi nhưng mà nó mình nghĩ nó chỉ xỏ mới xỏ vô thôi ha, mấy cái nút này vẫn còn ha, nên mình có thể đoán được cái condition của đôi giày đó. Đây là một cái đôi Nike Air Zoom Spirit Club Roundel ha. Roundel như là ở bên nước Anh, cái hiệu Roundel ở bên nước Anh ha. Mình không biết là gì, hình như nó là tiểu quần áo hay là cái gì đó ha. Mà nói chung thì đôi giày nó design rất là đẹp, có những chữ cái lên cái phần giày ha. Cái swoosh thì cái màu nó gọi là hologram ha, nó chuyển 7 sắc cầu mồng như vậy nè. Đó. Trên cái thân thì mình có một cái round rule ha, rất đẹp. Thì đôi này nó có hai màu nha mọi người, màu đen màu trắng, thì mình có màu trắng, màu đen thì mình không có ha. Ok, đây là một cái đôi Nike Asian Spiridon Olympic ha, 2016 đó. Đôi này cũng là một trong những cái top mà mình rất là yêu thích luôn ha. Đó. Nhìn cái swoosh rất đẹp, đôi này thì mình cũng mang vài lần rồi. Để gầm ha, nó có kim tuyến nữa, rất nhìn rất là đỉ. Okay. Đây là một đôi Stash nha mọi người, cũng 2018 hay 19 gì đó mình nhớ nữa ha. Đôi này nó collab với ông Stash ha. Đây là cái dấu hiệu của ông ha. Stash là một người nghệ sĩ vẽ đường phố vào thập niên 80 nha mọi người ha, rất đẹp. Thì Stash đã làm với Nike vào đầu năm 2000 ha. Thì ông này ông làm rất là nhiều đôi Nike như là Air Max 95, BW Air Force đó. Còn rất nhiều nữa, ông có collab với lại Beth rồi đồng hồ Casio tùm lum hết á. Ok, đây là một đôi Nike Air Zoom Spiridon collab với lại Para nha mọi người ha. Đây Para ha. Đôi đôi này mình mua với cái giá cũng là 300 luôn ha. Còn mới mình chỉ thử thôi chứ mình không có mang ra ngoài đường ha. Đồ này hình như nó ra cùng đợt với như là đồ SP hay là cái gì á, mình không nhớ rõ nữa ha. Cái rất đẹp, trên đây cũng có cái mini swoosh ha.
thay vì ở đây là mini, thay vì ở đây là mini swoosh á. Đây mọi người, thì ở đây thì nó có mấy cái dấu hiệu của những cái người mà làm ra ha, giống như là Stats nè, Para nè ha. Đấy, đây cũng là một đôi Olympic 2016 luôn ha mọi người ha, rất đẹp. Đấy, đây là một đôi Blue Royal ha, 2005 ha, đôi này 2017-18 gì đó, nó không có Rachel lại nha mọi người ha, những cái đôi này phải nói rất là hiếm luôn ha. Mình cũng may được một cái ông nhảy hip hop b-boy chung, ổng để lại rẻ ha, với giá là 100 đô Úc. Nói chung thì may không có được nữa, để chân thôi ha. Mình nhưng mà cái màu này rất là hiếm nha mọi người. Những anh em nào mà ai mà mê Spiridon thì nếu mà được cái giá này thì cứ mua về, để chân rất là đẹp ha. Thì ở dưới đây là mình có mấy đôi OG thôi, hàng đô này 2016, này 16 luôn, này là 15.997, đô này size 9, còn ở trên đây của mình là size 8.5 ha, mình có hai đôi lận ha, đây là cái hộp của nó. Ok thì ok, thì Spiridon thì mình chỉ có bao nhiêu đây thôi. Ok, chắc mình sẽ không có collect thêm nữa, nếu mà có những cái deal rẻ thì mình mua về mình bán thôi ha, cũng có thể là mình bán mấy cái đôi mà mình không có cần nữa ha. Ok, thì cái video mình chỉ tới đi bao nhiêu đây thôi ha mọi người. Hẹn mọi người vào cái video lần tới ha. Xin chào mọi người.